tỷ lệ chọi trường con chọn năm nay cao quá. Con sợ rớt quá. Mày lo cái gì? Tỷ lệ chọi 18 năm trước 1/50.000 tỷ, mày còn đậu mà lo gì? Mẹ ơi, con rớt rồi. Alo, ba thằng đi lờ hả? Bữa sau để mấy con bò ở nhà nó nghỉ đi nha. Để con bò ở kế tôi nó ra nó cày nè. Chứ con học kiểu nào mà nó ngu như bò vậy đó. Bruh. Mẹ ơi, con rớt rồi. Không sao đâu con. Đại học không phải là con đường duy nhất. Alo, chú Năm hả? Cháu nhà tôi nó tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự nghe chú Năm. Qua hút liền đi, hút liền đi. Mẹ ơi, con rớt rồi. Con có biết điểm giống nhau giữa mẹ và các bô lão của đại hội Diêm Hồng là gì không? Là gì hả mẹ? Là hô to đánh. Ê, con rớt đại học rồi mẹ. Không sao đâu con. Alo, chị Thắm đầu ngõ hả? Mốt mình đi coi ngày cưới đi. Chứ con tôi là 18 tuổi tròn luôn á. Mới dư qua ngày là nó đẻ được rồi. Đúng rồi, 18 tuổi đủ đẻ rồi đúng không? Ngày xưa mình 16 tuổi mình không đẻ mà nói gì. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy nha. Sắp mất rồi. Mẹ ơi, con rớt rồi. Đi đi đi. Đi đâu hả mẹ? Đi ra kia đo cái hòm rộng rộng chứ. Lát ba mày đập chết. Tao sợ đặt hòm online không vừa. Mẹ ơi, con rớt rồi. Thế thì đi du lịch nhé. Rời xa ngôi nhà đi rồi. Mẹ ơi, con rớt rồi. Thiếu 0.1 là con đậu. Khi con người đối xử với con chó như con người thì con chó sẽ đối xử với con người như một con chó. Là sao mà? Con hiểu rất đúng rồi, khóc lóc cái gì? Mẹ ơi, con thi trượt rồi. Không sao đâu con. Thầy bói nói rằng con sau này sẽ xây dựng đất nước và cầm đầu thiên hạ. Thôi mẹ đừng an ủi con nữa. Thi rớt rồi làm sao làm chủ tịch được hả mẹ? Ý tao nói là mày làm thợ cắt tóc á. Thành gì ngu như bò rồi làm chủ tịch. Thi đại học thì rớt. Có bồ thì bồ bỏ. Lập nghiệp thì phá sản. Vậy giờ con làm gì mới thành công hả mẹ? Làm thụ thì sẽ thành công. Mẹ, con thấy mẹ xinh đẹp, giỏi giang mà còn giàu nữa. Chắc xưa mẹ học giỏi lắm đúng không? Đâu, ngày xưa tao thi đại học tao rớt 8 lần chứ có giỏi gì đâu. Học ngu lắm. Tao giàu là do vớ được ba mày á. Hèn gì, con rớt đại học là do mẹ, do gen di truyền. Mẹ ơi, con... Kết quả sao rồi? Con... Từ. Giờ nha, tao bị yếu tim. Mày rớt một trường á thì hỏi tao khỏe không? Còn mày rớt hai trường thì hỏi ba mày khỏe không? Thế cả họ nhà mình chắc chiếc tổ tiên có khỏe không mẹ? Các bạn thấy đó, đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng muốn thành công thì phải tiếp tục học. Và mình nghĩ rằng dù các bạn có rớt đi chăng nữa, chỉ cần các bạn không bỏ cuộc thì tương lai vẫn rộng mở với các bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và nếu các bạn thấy clip vui thì hãy cho mình một like và subscribe nha. Để mình làm thêm nhiều clip giải trí giúp các bạn xả stress nhiều hơn sau kỳ thi vừa rồi. Cảm ơn các bạn.